Chiều mùng 5 tháng 10, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 1990, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Thị Huyền làm nghề môi giới bất động sản và mua bán bất động sản để hưởng tranh lệch. Cuối năm 2020, bị can này khoe có mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao, rủ nhiều người góp vốn để đầu tư mua đất giá gốc. Tin tưởng Huyền, nhiều nạn nhân đã góp tiền lên đến 41 tỷ đồng. Huyền dùng tiền này để mua nhà, trả nợ và chi tiêu cá nhân. Khi việc bị bại lộ, Huyền đã bỏ trốn lên Hà Nội nhưng bị cơ quan công an phát hiện, bắt tạm giam. Khoảng 1 giờ sáng ngày 5 tháng 10, hai nữ công nhân của công ty môi trường đô thị Quảng Ngãi đang làm nhiệm vụ tại khu vực đường Phạm Văn Đồng thì bị hai thanh niên đi xe máy dùng súng bắn bị thương phải nhập viện. Liên quan đến vụ việc trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn hỏa tốc yêu cầu công an tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương điều tra vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi là ông Đặng Văn Minh đã giao Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo đơn vị chức năng khẩn trương tiến hành điều tra, truy tìm các đối tượng gây án để xử lý nghiêm minh. Trong sáng mùng 5 tháng 10, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ngãi đã đến hiện trường trích xuất camera để làm rõ vụ việc. Cơ quan công an huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 6 đối tượng về tội danh đánh bạc. Trước đó ngày 26 tháng 9, tổ công tác công an huyện Hải Hà kiểm tra một quán karaoke trên địa bàn xã Quảng Minh, huyện Hải Hà và phát hiện nhóm người đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa. Các đối tượng này khai nhận đã thuê phòng hát karaoke, sau đó tụ tập đánh bạc ngay tại trong phòng hát. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang tạm giữ đồ vật tài liệu có liên quan và đưa các đối tượng về trụ sở cơ quan công an để điều tra làm rõ